Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập 4, trang 52, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Bài tập 4 đề bài như sau. Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 mét vải. Ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2 mét vải. Ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 mét vải. Hỏi cả ba ngày, người đó dệt được bao nhiêu mét vải? Như vậy, để làm bài tập này, chúng ta thực hiện các bước như sau. Bước 1, ta tính số mét vải người đó dệt được trong ngày thứ hai, biết rằng ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2 mét vải. Vì vậy, ta lấy số mét vải người đó dệt được trong ngày thứ nhất cộng với 2,2. Bước 2, ta tính số mét vải người đó dệt được trong ngày thứ ba bằng cách lấy số mét vải người đó dệt được trong ngày thứ hai vừa tính được ở bước trên cộng với 1,5 vì ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 mét vải. Cuối cùng, ta tính số mét vải người đó dệt được trong 3 ngày bằng cách lấy số mét vải dệt được trong ngày đầu, cộng số mét vải dệt được trong ngày thứ hai và cộng với số mét vải dệt được trong ngày thứ ba. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 4. Lời giải đầu tiên, ngày thứ hai người đó dệt được số mét vải là Vì ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2 mét vải nên cô lấy số mét vải người đó dệt được trong ngày thứ nhất là 28,4 cộng với 2,2 và bằng 30,6 mét. Như vậy ta sẽ tính được ngày thứ ba người đó dệt được số mét vải là Vì ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 mét vải, nên cô lấy số mét vải người đó đã dệt được trong ngày thứ hai vừa tính được ở bước trên là 30,6 cộng với 1,5. 30,6 cộng 1,5 bằng 32,1 mét. Như vậy, chúng ta sẽ tính được cả 3 ngày Người đó dệt được số mét vải là Ta lấy số mét vải người đó dệt được trong ngày thứ nhất là 28,4 cộng với số mét vải người đó dệt được trong ngày thứ hai là 30,6 cộng với số mét vải người đó dệt được trong ngày thứ ba là 32,1 bằng 91,1 m. Như vậy, cả 3 ngày người đó dệt được 91,1 mét vải. Đáp số 91,1 m vải. Như vậy Cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 52, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt.